Đoán là pháp truyền là nghĩa là có tức là lúc nào á cha là người chỉ huy tối cao tất cả mọi thứ vạn vật, thì đến lúc nào á một ngày ví dụ chị làm việc, Phật Bảo Hâm làm việc, mấy Đức Phật làm việc, Đức Thầy hay mấy ông thần hùng thiên trong núi, thì có những cái lệnh mới á, cũng giống như gần đây cái số lực lượng mà mấy vị mà theo hộ sát phàm này á tăng lên gấp mấy lần. Bữa nay Quảng Hồng của Sa Đông đó, nó bây giờ ngày ra gặp nhiều người vì chuyện quan trọng sắp tới, cho nên mới cha mới bổ sung thêm, đúng không, để mà hộ cái xác này. Rồi hồi xưa chỉ có hai ông rồng thôi, Bạch Long với Xích Long là mình thấy trên núi thường xuyên rồi đó, không giống cái kiệt đó. Đến năm 2019 là gần đây thôi, 2-3 năm, cái tự nhiên cái cha bổ sung thêm mấy ông nữa, có Nam Long, Bắc Long, Thanh Long, nhiều lắm mà kia không kể hết được. Mà những gì chính thức mà theo sát bên đó là có 4 ông, nhưng mà mỗi một ông nó có rất là nhiều mấy ông khác nữa nha, không phải chỉ có 4 ông không đâu. Thì cha nói là chuyện có một lần cái thì hỏi mấy bà trên, hỏi cha sao con chờ lâu quá, sắp tới rồi cho nên con thấy ông ta cho mấy ông rồng bổ sung thêm để hộ con. Thì đó thì lực lượng nó có tăng lên vậy đó. Tại cái xác phàm này đi trong ngoài không gian á, quý vị nên biết nha, mình không có sợ dân chế cầm súng nó bắn mình, thiên ma canh nó quýnh quýnh thiệt á, quýnh lén nữa. Thời cơ đón lệnh pháp truyền, trà hoa giữ lấy tâm nguyện, cứu đời hành đạo, hữu duyên hữu phần. Trà hoa là cái gì quý vị biết không? Ngày xưa đó, ở trong cầu của ngoài miền Bắc á, tỉnh Hà Nam Ninh Bắc Việt Nam, khi mấy chư vị mà trên trời xuống á, cách nói chuyện là như thế nào, như cao đài, tại trong đó có cao đài, có hòa hảo cũng bị ở tù, rồi tin tức mà máy radio rồi làm gì có đài vo đài BBC rồi mà cho mấy ông đại tướng đại tá đồ của Việt Nam Cộng Hòa, mấy ổng đâu có biết chuyện gì ngoài đời. Thì từ đó mấy người cao đài á mới đầu tiên mới chế ra cái bàn cơ. Bàn cơ thì lúc đầu chạy thì mấy con ma không à, thì có thanh nghe rồi vô ca giọng cổ đó, kỳ đó kỳ có ca trên đó đó, người có Hồ Chí Minh rồi lên nói chuyện, người có bác Ngô Đình Diệm, người có đủ nhân vật hết. Từ 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 á, sau đó đó cái đó gọi là cơ trời, nó được là ấn định. Mà mỗi lần mà nói chuyện với mấy gì ở trong tù đâu có trái cây đâu, cũng không có cái gì lễ vật để cúng, cây nhang là không có, chỉ có hái hái hoa rừng nước trà, dĩ nhiên vợ đâm nuôi thì có nước trà nấu nước nóng lên. Thì từ đó đó mấy vị Phật á mới đặt là hội trà hoa, hiểu không? Từ thời đó, thì từ thời đó cho thời hôm nay, những cái bác đó, đó ngày xưa khoảng 40-50 người, đại tướng đại tá không à, cho nên khi việc lên mạng ấy, mấy ông đó mới quảng hồn á, từ miền Nam Cali cho tới Âu Châu rồi tới Virginia rồi Bắc Cali, tới ngày hôm nay vẫn còn một số người còn sống bị lưu lạc ra khắp thế giới. Nhưng mà những người đó là những người nhân chứng, những lời Kiệt nói là sự thật, là Kiệt nói lên những cái gì mà từ thời xưa. Thì cho nên tại sao á, Kiệt nói thì có một cuốn sách vậy nè, mà tại sao những người tù chính trị của Việt Nam Cộng Hòa lại đóng một màn gian khổ một thời gian ngắn, mà bề trên cho biết sau này những người này sẽ được đi hải ngoại để mà tiếp tục cái cuộc hành trình, để sau này khi Đức Thầy xuất hiện, những cái người HO này về cùng với Đức Thầy để lập lên cái hội Long Hoa, những người con của những người này sau này cộng với những người con của Bộ Chính trị Việt Nam mà qua đây mà tụi nó thay đổi á, sẽ ngồi chung với nhau để mà điều hành quốc gia một cách gọi là tự do bầu cử. Thì quý vị mới có cái bài cơ gọi là cờ vàng cờ đỏ, ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Cho nên cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó,
ai muốn cá thì 1.000 ăn bao nhiêu tiền thì cá sẽ treo lại trên dinh độc lập. Chỉ có lá cờ đó mới hàn gắn một cái đất nước đổ nát, giống như kiểu Syria bản đang bị động đất vậy đó. Chỉ có lá cờ đó mới lấy lòng tin Quốc hội Mỹ. Chỉ có lá cờ đó mới làm cho tất cả chúng ta mới đủ lòng tin để mà đi về. Ngoài cái lá cờ đó ra, chúng ta chỉ về thăm nhà hay từng vui chơi ca hát ăn uống cho mặt về cái đi về Mỹ nè, chẳng có làm gì bản, đúng không? Chài hết chừng 10.000 đô hay 20.000 đô vậy đó. Chỉ có lá cờ đó nước Việt mới không còn làm cô dâu xứ đại nữa. Chỉ có lá cờ đó mới không còn hận thù giữa cộng đồng, phe nhóm cộng đồng đấu đá lẫn nhau. Chỉ có lá cờ đó mới đập tan được cái công ngông cùng xiềng xích của Trung Cộng, mà nó chối buộc cái đảng Cộng sản Việt Nam chung với nó để chết chung với nó. Chỉ có lá cờ đó mới nói lên cái sự tự do. Mình đây mình nói là thiện nha, Kiệt là không có chính trị, chỉ là chuộng cái thiện. Nhưng mà trên cõi trời này, quý vị nên nhớ Atula, nó gửi con nó xuống đầu thai trong bộ chính trị Việt Nam, cùng song song các cha và những chư thiên mà gọi là thiện thần đó, cũng đầu thai vô bộ chính trị. Nhưng mà ở chung nhóm với cũng nhiễm á, 10 ông mà hạ phàm xuống để cứu dân á, bị nhiễm cũng nhiều lắm. Ở trên trời Atola nó đấu với thiên binh á, là tướng của triều đình á, cũng chiến đấu tối ngày. Tại ma quỷ mà nó hăng máu lắm, nó đâu có, nó có thần thông. Hồi xưa nó còn thách đố Phật thì làm gì mà nó không nó sợ ai mà nó không dám đánh chứ. Thì nó mang thân người như mình, nhưng mà cái óc của họ và cái tâm của họ là quỷ, nó có. Nên khi mình lên đài này mình nói á, mình nói đã hồi chánh tài cái hồi cũng thành ra cộng sản quốc gia là vậy. Vậy có hiểu không? Có nhiều người không biết lên chữ đâu, anh tu đi, anh nói chuyện hội hành trên trên trời á, tụi mày chảnh á, cũng là đô la cũng là quỷ, xuống đây chỉ có hai thế cực thôi, trắng đen nè, tao là thích trắng còn mày thích màu đen. Nó hỏi cũng ra trang gì, đây nó chỉ là cái bất công. Cho nên cái cõi đời của mình á, đạo chính trị đi song song, chánh và tà lúc nào cũng vậy. Có một điều mình nên nhớ, tà đó nó cũng giống như cái lò lửa, nó phải rèn luyện chúng ta, chui chúng ta cho nóng dữ dằn lên thì chúng ta mới thành kim loại sắc bén được chứ. Còn nếu mà không có tà, không có những người ác làm bao nhiêu chuyện ác cho mình đau khổ, mình sẽ mãi mãi ở trên trời cứ bay đi chơi hoài trên cõi trời, đâu có mấy người xấu đâu. Mình không có những cái người thân của mình làm khổ mình sẽ không có một cái gọi là tự lập được. Cho nên lúc nào cũng vậy, trong gia đình mình cũng có tà. Rồi mình đi lên những cái nơi này, lên núi thì mình gặp thiện trí thức là hiền, là trên trời mình có duyên với nhau. Nhưng mà khi về nhà mình lại gặp tà, mình lại nhức đầu. Mình lại gặp, mình đi lên cõi tiên và thiên long sao, mình gặp toàn là bạn trên trời, mình thấy ai mình cũng vui, ai cũng có nụ cười hết. Còn về nhà mình là nó đủ thứ hết, mặt chầm chầm có không? Nhiều hơn nữa. Nhưng mà ở trên nó là họ thiên, thứ nhất tiên chỉ của họ thiên, vợ chồng phải hạnh phúc thì cha mẹ mới vui. Mục đích của chúng ta là cha mẹ mình vui. Cha mẹ mình có ở đây, cha mẹ mình có Thiên Long Sơn, ở Thiên Long Cung, ở Thiên Long Giang, khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng cha mẹ mình có trong lòng của mình nữa. Còn mình mà về nhà mà mình gây lộn với chồng mình tối ngày, rồi mà mình muốn về trời, nghĩ cha mẹ mình có vui không? Cho nên họ thiên mà những cái clip ngày xưa mà việc dạy riêng họ thiên á, là mình phải làm hết lòng với chồng, săn sóc chồng,
phải tốn tiền nhiều nhiều đi Victory Secret, từng đống có nhiều mấy trăm bạc mỗi kiểu vậy đó, giống như mấy con tiền với mỏng mỏng nó bay không mấy đồ à, rồi mình mới nghĩ ra mấy món ăn ngon rồi ở cho chồng rồi hỏi anh đi làm về bữa nay mệt không rồi, rồi từ từ mình mới độ không được. Chứ còn mình cứ nghĩ mình có cha mẹ, mình có bạn đạo, có thiện chí thức là mình bỏ bê ổng là chết tiêu tiêu, cha mẹ không có thích vậy. Mình phải sống. Tại sao cái thời vàng kim nó gọi là thiên đàng hạ với giới, là mình phải có vui, có nụ cười, có hạnh phúc thì mình mới tu được nha, mình mới nhớ được. Còn mình mà chầm chầm nó kêu đọc kinh bảo đảm, nó còn chỉ đọc cho có lệ thôi. Nên nhớ vậy. Cho nên những đứa con mà theo họ thiên á, ngày xưa không có hạnh phúc thì từ từ cái nghiệp cũng sẽ giải, sẽ có hạnh phúc. Còn nếu mà quá đáng á, chịu không nổi thì xin ba cây nhang lên trên núi điện mẫu: mẹ ơi, con chịu với thằng cha này hết nổi rồi, nó chửi cha mẹ tối ngày, con sợ nó tạo nghiệp. Thì mẹ cắt cái một, như kiểu là phim Mỹ Nga Florida cắt quân cái một, mới nhờ quân ở đâu rồi ta à. Đại gái là có hai cách giải quyết: chịu nổi là lên trên núi thánh, cái mình giải quyết không nổi là ngoài tầm tay của mình, bề trên giải quyết. Nhưng mà trước tiên mình phải hết lòng. Khi mình hết lòng á, thứ nhất cái tâm của mình á, nó cũng khỏe. Đến khi mà chuyện ngã ngủ á, mình cũng không có gì gọi là liếm tiếc. Tôi đã hết tình, hết nghĩa, hết ý với anh này. Ngày nào tôi mặc của Victory Secret mà anh không ngó, anh cứ lên YouTube anh ngó mấy con ở trong YouTube. Ok, bữa nay nó nhiều quá, đủ chưa? Ây da, coi coi, nhưng mà có ai cổng à? Canh nữa chưa? Thôi nói là nghĩ mệt chút. Kinh ở bên đây nè. Ờ, kinh bản á. Dạ, cảm ơn. Cuốn này, cuốn này gì vậy? Dạ, thầy coi. Trời, tiếng Mỹ không à? Dịch cho luôn đi, tôi nghe. Dạ, thầy cứ giữ đi. Ok, hay quá ta, cuốn này ai viết vậy? Em viết hả? Dạ, không. Một người cũng rất là nổi tiếng trên thế giới họ viết. Kinh Thiên Tâm bên đây nè. Ok. Thôi nói chuyện đi, đi rửa tay một cái. Bưởi, bưởi, mấy bưởi ăn. Đúng rồi đó, mấy ông phải nhắc. So he was not streaming you from the... not streaming you from the... to do something. Thank you.
Mình là đủ chưa ta? Hôm nay cậu Hoàng hỏi cái ý kiến này đề nghị với sư phụ nè, là mình có cái cuốn sách Cẩm Nang Thiên Tâm Đạo đó, sư phụ có bao giờ có ý nghĩ là gửi cái cuốn này cho vào thư viện của Quốc hội Mỹ không? Cả tiếng Mỹ mình không chưa dám nói về thiên cơ, nói ngang đóng hàng nó bưng mình vào tòa bãi đốc nó điều tra, nói ngày mai tôi đánh Trung Cộng thắng thua nữa, nghĩa là làm sao mình lên livestream được. Nên mấy vị chưa nói còn chưa lo Việt Nam trước đi, sau này tự động là họ biết hết, nhưng mà giờ chưa. Còn thêm nữa, mình 513 câu á, những nhà làm phim nào mà của Việt Nam hay của Mỹ á, mấy vị nói thằng đó sẽ là tỷ phú á. Nó làm cuộc đời của một người sáng lập cái đạo này, mà sau này nó biết á, hồi xưa mình bị dính ba cái đinh đó còn quán hồn nữa. Cho nên cái người nào gọi là chánh kiến khôn, cái là con trâu mà khôn á là đi trước, con trâu đi sau là uống nước đục là vậy. Mình quen với mấy đồ Hollywood, mày nói mày làm phim tao đấy, mày làm phim nó thiền nhân giống như kiểu Trạng Phong ấy, phim Cạn Dậu gì gì đó. Bảo đảm thằng nào mà bị làm giới ngành phim, nhưng mà tự cái bản chất của mình làm một cái đạo này là tự nhiên, thiên tâm tự nhiên. Nếu mà mình mà cố tình quảng cáo hay là một cái ban bệ như kiểu như Lý Hồng Chí, một năm họ có mấy cái biểu diễn rồi mấy công ty họ nghĩa là tiền bạc bạc họ dùng mới nổi tiếng. Bây giờ chuyện này cũng nổi tiếng, muốn làm tiền bằng cái này rất là dễ, không có khó gì hết. Rồi muốn cho một đống đệ tử quay phim, những nhà phim nó lên tùm lum, rồi cho mướn một đứa làm biết bao nhiêu kênh YouTube, như kiểu mấy thầy Pháp Hoài, thầy Nhật Từ đồ cũng không có khó. Huống hồ này mà vô quay hao một cái là mình hết ngồi đây mình nói chuyện á, để cho nó nghĩ kỳ khùng đi, để khi nào đứa thầy xuất hiện nó muốn làm gì đó làm. Còn bây giờ mình là trứng rồng chưa nở, ai muốn nói gì đó nói. Còn những người nào có hữu duyên hôm nay nghe được thì để gì sau này á, mấy cái thằng mà gọi là đập đầu vô cái gốc dừa đó, mấy cao đồ mà đập đầu gốc dừa á, họ không có hối hận, là Phật trời từ bi, Đức thầy từ bi cho mình nói trước.
mà nói hôm nay cái clip này 199 clip rồi, còn cái đó sẽ có mà phải bây giờ. Ông cháu ở này mình chia tay nha, mệt rồi. Đây rồi, má ngồi đây nghe bản này tôi xin 250 ngàn. Này tặng cái bản này cho đệ tử này xin 250 ngàn. Đây bản này hôm trước mình nói là để xin tiền cho kìa nó bây giờ. Không có đâu, không có xin đâu. Quê hương là chùm khế ngọc cho con trèo hai mùa nhảy. Quê hương là đường đi học con về một hướng vắng bay. Quê hương là con hiểu biết tuổi thơ con hát trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ em đi mùa nước quen sông. Quê hương là tàu tre nhỏ mẹ về ngóng lên nhìn trên nhân. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu trắng hoài thêm. Quê hương môi mơ chỉ màu như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương như ai không hiểu sẽ thăm lên đón gần người. Quê hương là cầu tre nhỏ nhà đi nóng ra yên tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu trắng hai thêm. Quê hương mọi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu anh không nhớ sẽ không lê tố thần. Này tính xin 250 ngàn mà thôi, xin tô phở thôi. Tại lúc này là phải cao cái này trên thế giới thì người ta nhớ ta gửi tiền về Việt Nam mà quý vị. Tại giờ bà con mình đang cần tiền đó. Giờ cho con mấy tô phở, mấy tô. Giờ 250 ngàn á, gần mấy nghìn tô á. Quê hương là chùm khế ngọc cho con trèo hai mùa ngày. Quê hương là đường đi học con về hướng hướng vắng bay. Quê hương là con hiểu biết tuổi thơ con hát trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ em đèn mùa nước đen đông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nóng lên trên tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu trắng hoài thêm. Quê hương mọi người chỉ một nhưng lo chỉ một mẹ thôi. Quê hương nhưng anh không hiền sẽ thân lớp đấu thần người. Quê hương là cầu tre nhỏ nhà về nóng đen trên nhà. Quê
quên ngon là đêm trăng tỏ hoang bao rừng trăng hoài thiên. Quên ngon một người chính ngồi, nhưng là chỉ một mẹ thôi. Quên ngon nếu ai không nhờ sẽ không lên nỗi với cả người. Quên ương em vì ai không nhờ sẽ không lê lối. Rồi xin bà con nhân thế giới lấy về Việt Nam tiền, dân đang khổ. Ok, bữa nay là kết thúc nha, xong nha. Xong. Tạm biệt tất cả quý vị, hẹn clip kết.